Tấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi, gửi là chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình làm video xem bò, mua bán bò, báo giá công khai nha anh em. Mình trở lại chạy bò của anh Trung ở Càng Long, Trà Vinh nha anh em. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 1, 2020. Mình báo giá cái lô bò mới nha anh em. Và hành trình cái giao lô bò 20 con tại nhà vườn nha anh em. Giao cho hộ chăn nuôi. Rồi thì mời anh em cùng xem hết cái video nha, xem hành trình giao và báo giá cái lô bò mới nha anh em. Rồi đó, bò được lỡ nha em, về luôn có một con được lỡ nha bà con đó, cạn xuống luôn giá hương hương nha bà con đó. Này có dầu xương nè, bò này kem muối tiêu nha bà con. Đây em quay gần đây bà con coi đây, thấy chưa? À, em coi quay xuống dần móng mà con coi nha. Bò này rất to mà nha bà con. À, rất to luôn. Bò này rất to. Bò này cao 1m3 bò nha bà con. Con bò này có giá tại chuồng em là 27 triệu nha bà con. Bà con nào có nuôi dỗ á, thấy mấy bò liên hệ giùm em nha, nó giá yêu thương luôn nha bà con. Lâu lâu rồi mới được con được lỡ lỡ nha bà con, cũng ít có lắm, giá 27 triệu nha bà con. Đó bị phen thang luôn đó. Bà con nào có nhu cầu liên hệ em, số điện thoại là 0977922285, số Zalo em là 0777 28 16 004 nha bà con. Đó có kết bạn Zalo điện trực tiếp em quay bò cho coi xem nha bà con. Đây rất là to bò nha bà con, nó đi rất là xa bà con thấy không, rất là xa bò, bò rất là lớn nha bà con, đồng thanh đồng thủ rất là lớn bò luôn. Lâu lâu bây giờ con được lỡ nha bà con, rất là đẹp bò. Em đi quay coi cái dàn lưng nữa nè, nó cao quá em đi cái nó xây nó. Bò này to lắm nha bà con, nó lâu mới về được con này chứ khó kiếm lắm nha bà con. Đó, bà con có nhu cầu liên hệ em, số điện thoại tên giùm em nha, hay là chạy xuống trực tiếp tại nhà em cũng được, tại trại của em. Đây rất là to bò nha đó, rất là to. Đó, em quay sắp xuống cho bà con coi nè, bự luôn. Khiếp chưa? Các bà con có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em nha. Rồi. Để bò thành trung chuyên bán các loại bò Pháp, bò KB. Địa chỉ ấp An Định Đồng, xã Tân Bình, huyện Càng Long, Trà Vinh các bà con. Số điện thoại em là 0777922285. Số Zalo em là 0772816004 nha bà con. Bà con có nhu cầu mà mua bò liên hệ giùm em nha. Em quay hơi chỗ nắng mà coi thông cảm giùm em nha. Không nha. Đây bò này bò độc nha. Em khấu lên đốt vừa nè. Đó, thấy bò dữ chưa? Đó, thấy chưa? Bò này để nọc hết sảy nha bà con. Đó, bò ngộ không? Bò mẹ nó góc đầu lên, bò mẹ chính giữa. Đó. Đó, mẹ đây. Đó. Xuyên gần cối luôn nha. Đó, thấy không, bò dữ chưa? Đó, bò còn độc thiệt chứ. Bò này bò dữ á. Đít cũng được lắm nha bà con. Phóng cây nó cài. Dạ. Kinh trắng à chú. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Trong gỗ chỗ đầu vạc á. Cái gỗ chỗ đầu vạc á. Giống giống như con vậy nè. Dạ. Bò này nó không đây đâu, nó chính xác nha chú. Dạ. 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 Đây con chích thuốc ở trên nghe bác. Thuốc đó, con cái làm cái gì là phải chân thật. Đây bác. Hiệu thuốc rồi bác. Này chống sốt, co giật, thiếu máu gì nè. Là gì? Sao không lọn như đây nè? Đó, đang chích thuốc nha bác. Cho bò đi cho nó khỏe chứ không có gì. Tại có khi con nói thì bác không tin con. Con làm nhiều hay có cái bằng chứng mới được. Mày chích cho mấy đực luôn luôn đi trai, sẵn chích cho người ta luôn đi. Ta gửi ra đây chích cho mình hai ba hai con đó luôn, sẵn chích cho một đực cho người ta luôn, thế nó đi khỏi chích. Vô đây nè em, vô đây chích. Vô đây nè. Mình lại mình chọn mệt, vô đây nè. Đây, em trực tiếp giao lô bò 20 con về cho ông chú ở đồng ở Lạc nha bà con. Đó em vừa đăng lên hình là ông chú chốt 20 con luôn nha bà con. Đó ông chú về nuôi vỗ béo á. Đó ăn bắt nguyên lô bò của em luôn nha. Đó, chốt 20 con. Đó. Nhiều lắm bà con, 20 con luôn nha. Vừa đăng lên là mới chỉ có trong vòng 2 phút là ông chú đều bắt hết luôn. Đó, 20 con nha bà con. Đó, bự nhỏ có lộn xộn nha bà con. Đó. Bà con có nhu cầu mua bò, bán bò, mua bò đó, liên hệ giùm em nha. Mua bò rồi thí dụ mà ở tỉnh Trà Vinh có ai bán bò liên hệ em. Em coi được em sẽ bắt nha bà con. Đó. Em mua bò đực, bò cái lộn xộn nha. Bò gì em nói chung là bán được là em mua nha bà con. Bà con nào mà ở Trà Vinh đó liên hệ số điện thoại di động của em á, rồi trực trước em bắt nha. Đó. Ủa còn em nữa hả? Đó. Con thấy chưa? Cảm ơn chú rất nhiều nha. Ủng hộ lô bò của con nha. Dạ. Đây con đực nè. Đực này dữ dằn hơn đực nãy anh trai. Đó, mới xu được con đó. Thấy anh là bò đẹp đẹp tốt tốt không đó. Về ăn Giang nhớ giới thiệu nha. Kiên Giang chứ bộ. Hết hồn chưa? Mẹ nè. Bò nó thúng luôn nha, dòng F2 á, giống như dòng bò em đưa anh vậy đó nè. Bò này nếu không anh dòng F2 là nó không cao, anh tầm hơn 1 mét dịch về nha anh nè.
còn bú mẹ nha. Tại vườn bò của em anh biết rồi, nó đâu có tách mẹ được. Mẹ dùng mẹ F2. Đây, tới con đực kem nha bà con. Đực kem này dàn lưng hở lắm nha. Đó, bò này tầm khoảng 6 tháng rưỡi bò nha bà con. Đây, rất là đẹp. Rất là đẹp bò nha bà con. Rất là đẹp, ok luôn. Rất là tốt bò. Đó, nhìn lưng này hở hết nha bà con. Bò này cao 1 mét 1 lẻ nha bà con. Rất là bự bò. Đó, quay cho tiếp cho bà con coi đây. Phải đứng một kế mà bự quá thì nhìn thấy không rõ nha bà con. Rất là bự bò nha. Đây em ơi, gần cho bà con coi đây. Quá đẹp luôn. Lâu lâu mới sở hữu được một con nha bà con. Rất là bự. Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Đó. Giá tại chuồng em là 23 triệu nha bà con. Bò này to lắm nha, xương cối luôn nha. Giá 23 triệu nha bà con. Bà con thôi công cảm giùm em nha. Nó hơi chá nắng á. Bà con thôi công cảm giùm nha. Rất là to bò nha. Muốn ngang với con bò, muốn nửa con bò. Lưng của con bò bự luôn. Cái mét 3 nè. Ngày gần mét 2 nha. Giá 23 triệu nha bà con. Cao gần mét 2 bò. Đây rất là chi tiết cho bà con coi nha. Đây một cặp đực ba, một con ba bê, con kem nha bà con, kem muối luôn rồi. Đây em bán cặp này, bò này tầm khoảng 6 tháng bò hết nha bà con. Đó, bò này cao cũng tầm khoảng 1m1 nha bà con. Đó, con kem này cao 1m nha bà con. Đó, cao 1m nha bà con. Rất là đẹp bò nha bà con. Đây quay tiếp cho bà con coi này. Bò này rất là đều nha bà con. Rất là đều bò. Em lại gần quay cho bà con coi. Lưng rất là hở nha. Lưng rất là hở luôn. Đó. Rất là đẹp bò nha. Bà con có nhu cầu bắt cặp nghé này cũng bằng giá nha bà con. Một con 3B, một con kem. Đây. Giá là chuồng em là 41 triệu nha bà con. 41 triệu nha bà con. Đó, muối lận luôn bà con thấy không? 3B F2, một con kem F2 nha bà con. Đây. Một con 3B nè. Một cặp này giá 41 triệu nha bà con. Giá yêu thương luôn nha. Đó. Đó, đây. Giá 41 triệu nha. Rồi. Cực kỳ to luôn. Đó, mà có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Xương khủng nha bà con. Con kem này xương to lắm nè. Quay. Tại nó hơi chối nắng bà con, thôi cho dung cảm giùm em nha. Chối nắng á. Tại mặt trời chiếu vô nó hơi chối nắng bà con, thông cảm nha. À.
Con thấy không? Rất là to bò này, em quay lưng cho con coi, là gần một con coi. Rồi. Bò này rất đẹp nha bà con, lâu lâu mới được sở hữu con này. Nhưng chung bán qua kéo lại cho ăn cặp cho nó dễ mua bà con. Lưng nữa nè. Rất là đẹp. Cặp này rất là đẹp nha. Cặp bò này có 41 triệu nha bà con. Đích nó lận luôn, lên muối luôn, kèm mà lên muối luôn chứ. Đó, bà con có nhu cầu liên hệ giùm em nha, danh số thoại giùm em nha. Đây một con đực kem nha bà con. Đực kem này cũng tầm khoảng 5 tháng rưỡi bò bà con. Cao 1m1 nha bà con. Cao 1m1. Đây một con bò này bị lỗi cái giò nha bà con. Nó bị lỗi cái giò một tí nha. Bà con nào có xài được thì xài nha. Có cái xài mấy trước này nó bị hơi xưa, nó bị bún nhớt đó bà con. Cái giò chứ đi đứng bình thường nha bà con, không bị gì hết nha bà con. Nó bị hơi hơi nè. Ôi tí bà con coi thấy không? Nó bị hơi sưng hơn bên kia tí thôi chứ bình thường nha bà con. Đó, bò này rất là đẹp bò luôn, bò này bị cái lỗi này chứ gặp bò này bán cũng nhiều tiền lắm nha bà con. Mất hết mấy triệu bạc cái đó đó. Nó chị hiện tại như vậy nó. Đó. Rất là đẹp nha bà con. Đó rồi, rất là đẹp, đẹp cái bò luôn. Đó. Mình ngon thấy không? Rất là sạch bò. Con bò này giá tại chuồng là 17 triệu. 17 triệu nha. Một con kem 17 triệu. 6 tháng bò, 5 tháng rưỡi bò chứ. 17 triệu. Đó. Rất là đẹp bò. Đó. Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Bà con nào có mua nhu cầu liên hệ giùm em nha. Nó bị lỗi cái giò này hơi bị, nói chung là hơi bình thường, nó đi đứng bình thường rồi phải không? Nó, bình thường mà bà con thấy không nè. Nè, nó không bị gì hết nha bà con. Nó bị gì nè, anh thấy không? Nó đập bình thường rồi bà con thấy không? Nó bị chai giống như là bị ké, giống như đập cái gì nó bị chai cục mà bà con thấy không nè. Em đập bình thường rồi bà con thấy không? Giá chỉ có 17 triệu nha bà con. Không bị gì hết nha. Đi đứng bình thường nha. Đó. Rất là đẹp bò luôn á, xương cối luôn á. Bà con nào mà không sợ có nhu cầu thì liên hệ xài bò này rất là đẹp nha bà con. Nó dưới tật lỗi có một chút xíu đó. Bò mình mua bán thì mình phải mình nói thật nha bà con. Cái gì bà con nuôi đồng tiền bỏ mình mấy triệu cũng lớn nha bà con. Đó, bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Có người nào mà xài được á liên hệ cho em. Dài đôi luôn mà con thấy không? Dài rất là to luôn. 17 triệu nha bà con. Mười bảy triệu. Thì tới cặp cái 3B nha bà con. Mẹ con 3B mà con. Mẹ con này đẻ 3 lứa nha bà con. Đó. Đây 3 lứa nha bà con. Đó. Thì nó chủ sao rồi nói em nghe vậy nha. Bò này chủ nhà nói người ta dư tin rồi tháng mấy rồi nhưng mà em không biết có chữa đậu hay không rồi em không có bao chữa nha bà con. Em bán mẹ ăn con nha. Đó bà con nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con mà giá mềm mềm á liên hệ em nha. Liên hệ giùm em nha. Đó rất là đẹp bò nha bà con. Rất là đẹp bò. Đó. Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em. Đó. Cái bà bê nha bà con. Cái này cũng được 3 tháng mấy bò nha bà con. Đó. Bò này tắt luôn. Nó mẹ ăn con nha. Đó. Quay cho coi đây mẹ ăn con đây. Đó, rất là cũng nói chung là tiền nào của nấy nha bà con. Nói chung là vậy. Cái đồng tiền nào thì theo giá trị đồng tiền nấy nha bà con. Đó. Rất là đẹp bò. Đây mẹ ăn con. Cỏ rất mạnh nha bà con. Đây nó ăn cỏ nè. Ăn gom xuống đường cỏ nè. Đó bà con thấy không? Rất là đẹp luôn. Nói chung tiền nào của nấy nha bà con. Nói chung là bò này thì giá tầm này thì lâu lâu mới có được cặp chứ kiếm ngoài không có nha bà con. Con mẹ này nói chung là người dân người ta chắc người ta không nói láo đâu. Mẹ 3B đẻ con 3B nha bà con. Đó. Rất là đẹp. Đó. Rồi người ta nói chữa là chữa nha bà con.
Đó. Ăn rất là mạnh bò nha. Đó. Ăn thấy cưng lắm bà con, em quay cho bà con coi chi tiết bà con coi đi. Mẹ ba bê nha bà con. Mẹ này nói chung thì cũng lớn con. Mẹ này tầm khoảng cao mét đó. Đó bà con thấy đó. Đó bà con thấy, ăn thấy cưng không? Đó. Đó bà con thấy không, bò này siêu khổ luôn nha. Của em cũng cho ăn rôm không chứ cũng có tài gì, cũng có cỏ mấy nha bà con. Bà con thấy không? Đó. Bò này cao 1m16 nha con. Chưa được 1m2 bò nha. 1m106 á. Đó, mẹ ăn con nha, giá yêu thương luôn. Bò này giá tại chuồng em là 27.500.000 nha bà con. 27.500.000 nha bà con. Đó, bà con thấy không? Ăn rất là mạnh khỏe. Đó. Ngon, ăn rất là ok luôn thấy bà con. Nè. Bò mới bắt về luôn á bà con. Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Đó. Mẹ đang hụt hụt bò này, bò khách gửi nha bà con. Đây. Đây tới con ghé cái nha bà con. Giá này siêu mềm luôn. Bò này cao có 1m bò nha bà con. 1m1, 1m1 lẻ. Có con ghé cái nha bà con. Đó. Đó, bà con thấy nè, thấy cưng không? Bò mẹ là nói chung là có chung chủ nhà nói là vô tinh rồi á. Con thấy ăn thấy cưng không? Giá 27.500.000 nha bà con. Bà con nào có ít vốn mà có nhu cầu mà xài nái mà cái giá tầm trung, mẹ con tầm trung là liên hệ giùm em nha. Số điện thoại trên tiêu đề hay là kết bạn Zalo điện thoại trực tiếp giùm em nha bà con. Đó bà con thấy không? Ăn rất ok luôn. Thấy cưng không bà con? Nó ăn nè. Ăn gom siêu địch kiếm luôn. Và nó hơi ốm nha bà con. Nói chung nó ốm. Tại vì nó dùng em nó thiếu cỏ thì nói chung hơi ốm nha bà con. Bà con thấy nó ăn rồi là tôi biết rồi đó. Thấy cưng lắm nha bà con. Ba bê nha bà con. Mình vú đem lùi nè. Đó. Còn thấy không? Giá tại chuồng em là 27.500.000 nha bà con. Nó sở hữu một mẹ ăn con cái ba bê nha. Con cái này giờ tầm khoảng 11 triệu rưỡi rồi nha bà con. Nó nghe vậy cũng tầm khoảng 11 triệu rưỡi chứ rẻ người ta cũng không bán cho mình đâu nha bà con. Đó. Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha bà con. Bò này cao 1m06 nha, 1m106 nha, 1m16 á. Nói chung bò nó liền chứ nó không có cao vàng hung nha bà con. Đó, bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em. Đây, nghe cái này giá tại chuồng của em nha. Đó, nghe cái này tầm khoảng 5 tháng rưỡi bò nha bà con. Đó. Tại nói chung là chủ nhà tách mẹ sớm á, nói chung nó cũng dẻo bò. Bò này giá tầm trung nha bà con. Không cao mấy nha. Rất là đẹp bò. Đó, em quay cho bà con coi đây. Bò này cũng ok lắm nha bà con. Bò cao này cũng 1m lẻ nha bà con. Bò nào bà con nào có chút vốn á, bắt về mình để nái này kia sinh sản cũng được nha. Xương to nha bà con. Hoa cũng to nè. Đó. Hoa cũng bành trắng nha bà con. Đó. Bò này nó cao khoảng 1m lẻ nha bà con. 3, 4, 5 gì đó em cũng. Đó. Rất là đẹp nha bà con. Bò này sạch to lắm. Đó. Bò này có giá tại chuồng em là 12 triệu nha bà con. 12 triệu sở hữu được một con bò ngá cái nha bà con. Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Bò này sạch bò lắm. Hoa nè. Rất là bự, bò to bò. Đây. Lưng rất là hở nha. Đó. Thấy chưa? Rất là đẹp, đang rụng lông luôn bà con thấy không? Nè. Con quơ tay nó đang rụng rồi bà con thấy không? Đó. Nó đang rụng nè. Đó, bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Phải giấu cái mặt nó tiêu rồi. Đó. Mặt thấy cưng lắm nha bà con. Chỉ có 12 triệu thôi sở hữu được một con bò nha bà con. Đó. Đó bà con thấy không? Mặt nó nè.
Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em nha. Nghe cái 12 triệu nha bà con. Nói chung bò này bị bê nó cũng còn vẫn 10 triệu mấy rồi bà con. Tiền bê á. Cũng bự bò lắm rồi bà con. Bò này nó đặc bò lắm. Tại mình mua bò nuôi thì mình bắt cấn một tí nha bà con. Tao mới bán chứ giờ mua bò bê tao không có bán nha bà con. Bà con nào có nhu cầu liên hệ giùm em. Đó. Đây bò này 7 tháng bò nha bà con. Đây. Con này 6 tháng bò nha. Kem nha. Bò này cao tầm 1m1 bò nha bà con. Con này cao gần 1m2 nha. Đây. Bự cực kỳ luôn nha bà con. Đây. Rồi đẹp dữ lắm nha bà con. Rồi nhìn coi dàn lưng nữa nè. Đó. Đó, cặp bò này rất to nha bà con, nó hơi chối nắng nha. Đó. Cặp bò này có giá tại chuồng em là 46 triệu 500 nha bà con. Đó. 46 triệu 500 nha. Đó. Bò này rất to nha bà con. Mình coi dàn lưng nữa nè. Em lại gần bà con, nó hơi chói nắng nha bà con. Đó. Mình coi dàn lưng nè, cực kỳ hở luôn nha. Mình coi dàn lưng nữa nè. Đó. Cũng láng luôn nha. Bò này cao gần 1m2 bò nha bà con. Đó, xương to nha. Rất tự bò nha bà con. Con nào có mua là liên hệ với em số điện thoại cho lề nha. Một cặp kem. Đó, rất là to bò nha. Đó, rất là to nha. Đó. Xương to luôn nè bà con. Rất là bự bò nha. Đó, rất đẹp bò luôn. Đó. Em quay rất là xa nha bà con coi nha. Bò này rất to rồi nha. Đó, bò này tầm khoảng bên đây bên tay trái em tầm khoảng 7 tháng rưỡi bò nha. Con này tầm khoảng 7 tháng nha bà con. Con bên đây thì nó pin hơn nha bà con. Con này còn mẹ nè. Con này tách mẹ rồi. Con bò này giá tại chuồng em là 46 triệu 500 nha bà con. Bà con nào có mua liên hệ giùm em trên tiêu số tội trên tiêu đề nha. Bò rất là pin nha bà con. Đó, con quay lại gần bà con coi nè. Bò lớn bò lắm nè bà con. Lâu lâu có đựng đập cái láng nè bà con nhìn nè. Thở ra bà con thấy không? Đó. Bò này cũng vẫn vậy nha bà con. Đó là chối nắng em đi sai bà con coi thông cảm nha. Nó hơi chối nắng á. Rất là to bò nha bà con. Đó. Đó. Bà con nào có mua liên hệ em số điện thoại chủ đề giùm em nha. Đó. Rất là bự bò. Bà con nào mua thì liên hệ giùm em nha. Rất là bự bò nha bà con. Đó, chân mà chân móng là hoàn thiện nha bà con. Đó, em bắt chân móng hoàn thiện nha, không bị gì nha. Đó. Rất là to nha. Bà con nào có mua sơn thì liên hệ em số điện thoại cho đầy em nha. Em lại gần mà hơi chối nắng mà con thôi cảm giùm em nha. Nó lưng thì đều hở hết nha bà con. Một gan tay hết nha bà con. Đó. Nó hơi nhát á, này một gan tay luôn thấy không? Đó. Nó hơi chối nắng mà con thôi em cảm giùm nha. Cặp bò này rất to nha. Nói chung bò em đắt giá nào nó hay mềm mềm thì em để bà con mềm nha. Đó. Rất là to bò nha bà con. Đó. Đây coi bà coi con đực nè bà con. Con pin nè. Dòng F2 nè bà con. Cực kỳ pin luôn. Đó, nhìn coi cái mông nữa nè. Đây. Em quay như tiếng bà con coi nè. Rất là to nha bà con. Em quay rất là xa nha. Đó, rất là xa nha bà con. Bà con nào có nhu cầu liên hệ em số điện thoại tiêu đề giùm em nha. Đó. Rất là đẹp. 46 triệu nha bà con. 46 triệu 500 nha bà con. Đây.